Trường, mặt đâu người đây mà nick không đang gọi ai đây? Đang đứng với thằng bạn thì thấy nó gọi video hỏi mượn tiền. Thanh niên tác hợp cho tôn hành giả gặp gỡ giả hành tôn. Theo đó, nam thanh niên đang đứng làm việc cùng thằng bạn thì bất ngờ một cuộc gọi video từ chính thằng bạn ấy gọi đến. Không những vậy, khi bấm nhận cuộc gọi, phía bên kia màn hình nó cũng hiển thị rõ gương mặt và giọng nói của người bạn đang làm cùng. Đồng thời, đối phương còn ngỏ ý mượn một số tiền nho nhỏ để mà trang trải cuộc sống đương lúc khó khăn. Trường, mặt đâu người đây mà nick không đang gọi ai đây? Mày, vẫn hỏi vay tiền. Anh em chú ý nhá. Anh em cẩn thận xoay bút cơ bị anh nhá. Chú ý thông tin bảo mật cá nhân các thứ nhá. Anh em cẩn thận nhá. Biết đó là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, anh thanh niên đã nhanh trí cho tôn hành giả gặp mặt giả hành tôn, cho hàng riêu chính hãng 100% đối diện với hàng pha ke lừa đảo loại 1 để mà đo lường cái mức độ giống khác của công nghệ AI hiện đại hiện tại như thế nào. Mặc dù cuộc gặp gỡ khiến kẻ khóc người cười, kẻ lừa đảo thì rơi thầm nước mắt, còn hàng chính chủ thì cười đến nội thương. Tuy nhiên, bên cạnh những tiếng cười giòn giả, dưới phần bình luận nhiều người cũng đã xác nhận đã từng bị lừa theo phương thức giống hệt như trong đoạn video. Thậm chí là có cả trường hợp bị mất hơn 100 triệu cho kẻ mà bản thân không biết là ai. Thế nên đây cũng là một lời cảnh giác đến tất cả mọi người. Khi rơi vào tình huống tương tự, hãy nên xác nhận lại nhiều lần trước khi cho một ai đó mượn tiền, bất kể số tiền ấy là lớn hay nhỏ.